shopnow.vn, Acliquen giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Ok, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Moren, một vị tướng sát thủ của Liên Quân No 3. Mình sẽ đi rừng với vị tướng Moren này nha các bạn. Đây là vị tướng sát thủ nhưng mà mình thích đi rừng hơn, tại vì nó đi rừng có khả năng bắn bây giờ là về luôn các bạn ơi. Nhưng mà mình thấy cái tướng này ít người chơi lắm, mình thấy có vài người chơi à. Đặc biệt thì nhiều khi mà mình cả tháng trời mình chơi mà không gặp tem nào, cũng như là tem bạn cũng như tem mình, không có ai chơi con Moren này. Hàng cho nhanh nhỉ. Ý ơi, bạn sợ cái gì? Tôi hỏi một câu, bạn sợ cái gì? Bạn không việc gì phải sợ cả. Tại vì mình là vị tướng xạ thủ, cũng như là mình có khả năng gánh tem rất là cao. Thì email nào thấy tem bạn có Butterfly, có Batman, bạn ấy bảo thôi hàng đi cho nhanh, đánh đấm gì nữa. Sao lại không? Đùa với cái ninja rùa, đúng không các bạn? Chơi. Bây giờ mình sẽ đi ăn cái con quái này nha. Yo, chơi nó. Láo nháo là cho ăn cháo liền, đúng không các bạn? Đấy, nói rồi, bọt nè. Chơi không? Yo. Baby. Ê, mấy anh làm gì đây? Hả? Mấy anh muốn làm cái gì đây? Trời ơi, thề luôn với các bạn. Mới vào thôi, mới cấp 2, cấp 3 thôi mà tem bạn đã kéo quân qua đây rồi. Rồi đập nhau rồi. Ai tem đang lao vào hỗn chiến rồi. Tem bạn rất đông và hung hãn luôn. Cái gì đây? Hả mấy cậu? Trời ơi, làm gì mà đông như vậy? 4 thằng. Ui dồi ôi, chết tôi rồi. Ây à, trời ơi, nó còn làm choáng mình đấy chứ. Quá, chúng nó lao nhau chê nhỉ. Bây giờ bạn, ây da, trời ơi, cái thằng Toro này nó hất mình to quá trời luôn, bay lên tít trên trời luôn, láo nháo là một em. Quê liều ơi, ôi trời ơi, nó đông lắm luôn nè. Nó kéo đâu 4-5 thằng vào, nó quánh mình, kinh thật đấy chứ. Moren là một cái tướng mà đầu trận nó khá là yếu đuối và mỏng manh, kém cỏi vãi trưởng các bạn ạ. Vì thế nên giao tranh đầu trận là một cái sai lầm rất là lớn đến từ tem mình á. Ui dồi ôi, hay quá, ăn được một mạng, ăn được bùa, hỗ trợ được một mạng rồi, xong bé Gindu toang rồi. À, tốc biến như này à? Tưởng bạn tốc biến đường kia thì bạn xong rồi. Xong bạn rồi bạn ơi. Chơi nè bạn ơi. Ón. Yeah. Wow, chạy đi đâu? Chạy. Eo ơi. Vâng, như vậy là vị tướng John tem mình đã hạ sát được vị tướng Gindu tem bạn một cách ăn trên mồm của mình các bạn ạ. Xem thế mình ăn được rồi. Ê. Ai cứu. Cứu với anh mày ơi. Anh ơi, cứu em với. Ai. Trời ơi, không ai cứu mình hết trơn vậy. Bỏng game chứ anh Omega này. Tổng lao ghê đi. Chán thật sự. Chỉ có bạn chọn bùng. Từ nha, anh em cứ bình tĩnh. Cái gì thì cũng cứ phải bình, con nhà bà tính. Không lên hậu béo kéo trồn. Dục tốc bất đạt mà các bạn. Mình mà hổ báo cáo trồn quá là mình ngoẻo ngay. Yo, Moren, Batman. Hello baby. Ai chả biết ngay mà. Này, mọi người xem mình bây giờ xả vào mặt vị tướng. Ơi, nói cái gì mà căng thế ta. Khó quá các bạn ơi. Thôi đi về. Về quê đi cấy đi cày nào. Cày cấy nào. Ôi giời ơi. Từ từ. Ê, đừng bạn ơi, đừng ăn quán của tớ. Tớ cố gắng nhịn nhục đầu trận để tớ gọi là farm cái đã. Tí nữa cuối trận để tớ cho tay mình kia biết thế nào gọi là sức mạnh của bầu bê mau gen. Rồi chơi nữa nè. Đầu trận thì mình thấy tem bạn có mấy con tướng khá là khó chịu. Ví dụ như Batman này, rồi Butterfly này. Con tướng nó đầu trận mạnh lắm các bạn. Nhất là Batman ấy, nó tướng quê liều ôi. Whip nó xả skill vào mồm thốn thế. Butter. Rồi bay vào mình rồi, đúng rồi, bay vào. Ngu người đây bạn ơi. Chích ngoài bạn rồi bạn ơi. Whip cần cười luôn. Á à, đù, cái gì mà bay cao ở dưới vậy ta. Rồi. Ôi, lại thêm bay lên nữa à. What the fuck man, lại bay thêm lên nữa. Cái gì mà bay quá vậy. Chà hiểu sao mà nó cứ bay lên trời, nó bay lên trời. What the fuck man. Khó chịu thật sự đến từ vị tướng Toro tem bạn luôn. Cứ bay lên trời, xong một lúc lại bay lên trời. Mắt đánh đấm kiểu gì mà cứ bay lên trời thế. Tôi ra mất bộ đỏ tôi rồi. Ui dồi ôi, mấy anh ơi tha cho em mấy anh ơi. Rồi xong, teo.
Quyết tâm bạn xanh lắm rồi đó. Cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng. Đấu trận cố gắng nhịn nhục các bạn. Phải nhịn nhục. Mình là một con người nhịn nhục rất là tốt. Đó, ơi. Vừa nha, từ từ nha. Anh em bình tĩnh nha, anh em bình tĩnh. Từ từ. Rồi mình tới đây, mình tới đây. Đang có chuyển sinh nha, thích là mình nhích à. Chơi là. Thôi đi về cái đây, mùi xanh của em. Giờ mình sẽ cho nó cái gươm sấm sét nha các bạn. Tại vì giờ cái kiếm, cái cung cung báo tố cộng thêm gươm sấm sét là cung báo tố nó có hút máu rồi các bạn. Đó, lên cung báo tố xong rồi nó có hút máu, lên gươm sấm sét. Không cần lên kiếm phân nia đâu. Gươm sấm sét xong mình sẽ lên thẳng cho nó cái thanh kiếm luôn nha các bạn. Ui, mình đây anh ơi. Anh ạ, trời ơi là trời. Cái gì vậy, xạo hả? Ây da, đậu xanh cái thằng tua đô bò này. Cái con bò này, này thì lao nhau này, bẩn bựa này. Lao vào đây. Ôi giời ơi. Chúng nó lao vào mình như đúng rồi ấy. Từ từ để em ăn con bùa xanh cái đã. Ok, có bùa xanh cái này, chơi nó. Quốc nó. Ui, cái đù sới. Xấu quá. Ây da. Xấu quá. Quá là sợ luôn, lạng lách đánh võng quá trời luôn. 1, 2, 3, 4, 5, búm, chết nè. Ui, yeah. Quéo càng cua rồi anh ơi, cố lên, từ từ đã, cũng không ăn chắc Batman rồi, bây giờ mình khỏi phải ganh, mình cũng không bỏ lính mà đi ăn Batman à, ngon vậy, rồi cuối cùng ai ăn ai, ở đầu xanh Batman kì vậy, thiếu quéo càng cua luôn ngủ khỉ, bó tay, đó bắt đầu tốc độ đánh bắn nhanh rồi đó các bạn, ngon rồi đó, vì tướng Moren thì khi mà các bạn sử dụng cái chiêu một đi. Kích hoạt lên ha, các bạn sẽ được tăng tốc độ đánh và tăng tốc độ chạy. Khi các bạn đánh được 5 điểm, các bạn sẽ hồi lại chiêu 1 cho các bạn luôn. Bé Gindu này đứng sơi tớ. Ôi giời, bạn có ngon bạn bơi vào đây. Mình sợ bạn qua kìa, chơi vô. Vô. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, bảo thịt kìa. Ai kêu? Kêu chiêu cuối đâu? Ôi giời, chiêu cuối không có, chiêu 1 cũng không. Chán Omega thế nhở. Chiêu 1 hất tung nó là ngon rồi. Khó chơi quá ta. Mang tin được, phế luôn. Láo nháo, đầu xanh. Ơi, chết em rồi, bạn ơi. Chết cứu tôi với, cứu em. Chết em luôn. 24 luôn các bạn. Mình không ăn được luôn, cứ thò mặt ra gặp cái con Toro nó hất tung. Cái bút tơ nó bay vào, quyết nó bay vào, Batman nó bay vào, cái đu nó bay vào. Không đánh được luôn. Chết ta. Hôm trước có các bạn kia bạn bình luận, bạn bảo anh làm clip anh chết vừa thôi. Thật sự ra mà nói thì mình cũng chẳng muốn chết đâu, nhưng mà thế bên kia nó mạnh quá ra mình chết ngắc chứ các bạn ạ. Chứ giờ chết rồi sao? Bây giờ chỉ có một cách thôi, đó là xóa clip đi, làm lại clip khác, chơi lại trận khác. Thì là mới chết ít thôi. Ui này ơi. Ôi giời. Batman này láo nháo này. Làm sao? Nhưng mà mình thấy chơi phải có thắng có thua. Đó, có ăn mạng và có chết mạng nó mới hấp dẫn chứ. Chứ nếu mà mình chơi những trận đấu mà mình thay xanh như cái bánh xe bò, giết được mười mấy mạng, chết không mạng, nó lại chán đi, chả có gì hấp dẫn. Em chỉ giỡn thôi, em không muốn chết đâu anh ơi. Em không muốn chết đâu, cứu tôi với. Ôi giời ơi, khổ quá đi các bạn ơi. Khó nhỉ. Sao ta mấy tin được bị hành luôn ý. 2/5 tiêu đủ. Càng quá càng à. Vô, chơi nó. Bập. Ok, từ từ đã các bạn. Mày, một khi đã máu rồi thì đừng gọi bố cháu là ai. Mà em sợ quá, đâm ra em sợ nó có tay. Lúc này tìm thêm ai là bố cháu là chết em luôn. Thôi đi về à. Làm cái đó các bạn ơi, khổ quá, thì bên kia nó hành. Rồi xong nó lấy luôn cái con bùa đỏ của mình.
Trời ơi, cái thằng Ginu này mình trắng sống rồi hả mày? Em chỉ dẫn chơi thôi mà anh ơi. Bình tĩnh anh ơi. Rồi chết anh chơi cho anh chừa. Nó lao nhau bữa ái ái rồi. Ây da trời ơi là trời cuốn nạn. Tô rô bò này vô đây. Bò vô đây. Bò vô đây. Cái này thì booster này. Xin lỗi bạn luôn. Tớ thấy cái chiêu mục của tớ hồi mà. Lao nhau bay vào một em. Một em. Xảo xảo nè. Tét đứt nè. Lao nhau. Từ đó các bạn, mình lên sau đó thành xong cái thanh kiếm xong mình lên cho nó cái kiếm Muramasa ấy. Bắn xuyên giáp của nó cực kỳ đam to, xuyên giáp loài mồm luôn, đấm nhau với cả thanh niên Toro bò này. Nó cứ hất tung mình chả làm được cái gì, bực thế không biết cái gì mà nó hất tung cao vãi nó trưởng ra con bò Toro rồi, nó hất tung phát bay chi trên trời, mẹ rớt xuống muốn bịch bé hết cái mông. Láo nháo chết nè, láo nháo à bưởi. Quen thân quen thói đi về. 4/5 rồi, chuẩn bị hết âm mạng rồi. Yeah, cố lên Thảo ơi. Thảo làm ăn này chết rồi. Bảo sao người ta chửi cho vào mặt. Đánh ngu quá. 2/5. Chết. Cứu bồ, quýnh nó đi về. Trời ơi, bắn cái con gọi là whip nó còn không mất máu cơ, đau thật đi. Từ mình ra mình sơ con bồ đỏ cái đã. Từ nha, sơ bồ đỏ nha. Các bạn cứ bình tĩnh nha. Anh em ôm trụ nha, để mình sơ con bồ đỏ mình kiếm thêm tiền mình lên cho nó Muramasa cái đã. Ê 7. Butterfly 7 rồi. Đâu? Đây, Muramasa đây. Lên chơi nó anh em ơi. Mày hả bưởi? Giỡn mặt hả? Tà thần Kasa đã bị tiêu diệt. Này thì Moret mọ này thì Batman này. Một em rồi. Ôi ít máu lắm, không chơi được đâu. Mình nói thật mình chơi là mình chết ngay. Rồi xong cái con booster nó đang me nó tìm mình. Ê bạn ơi. Chết rồi, thua rồi, mình cảm ơn thật là tìm mình. Mọi người mình lừa nó này. Cứu tớ, mình cảm ơn, cứu tớ. Con bò này bị lừa rồi. Ây da, trời ơi. Ây trời ơi, nó hất tung mình kìa. Đậu xanh, chơi nó. Một cái pha lừa trăm bán thì là quá chí. Đến từ Moran, yeah. Tuyệt vời chưa, các bạn thấy pha đấy mình trời ơi, thông minh tình hình chưa. Trời quá hay luôn, trời ơi quá hay ơi là hay luôn. Mình biết là bạn sẽ chặn đầu mình chạy đằng sau chứ. Xuyên xảy quá. Ghê đi chứ. Hơi dẫn không, các bạn thì hơi dẫn không. Cho mình một like lên đi các bạn. Chờ một like đi, ngại ngùng làm gì. Chơi đó. Một like lấy tinh thần chơi cứ coi. Ồ, hết âm mạng rồi, còn được một mạng rồi đó. Vô mánh rồi, từ từ. Chứ nãy để mà 2/5 là hơi bị nhục đấy. Nhục rồi đấy. Adu. Chạy đường nào hả cưng. Chạy, nó vẫn chạy được à. Quá vớ vẩn luôn. Ê, cái thằng Gindu này cứ bắn mình ta. Mình ra mình đấm nhau Toro bò ấy coi. Toro bò đứng lại. Cỡ như tướng Batman. Bây giờ là mình gặp mình bắn chết. Batman hay là ra là mình bắn cho lòi phèo ngay. Gindu cũng vậy luôn. Mỗi con trâu này mình bắn mãi không chết. Không đánh chết này, châu đánh lâu cũng ngoảm của tỏi này. Vô đây. Có ai không? Máu lắm, bây giờ mình 7/5 mà. Trời ơi, bây giờ là thời tới rồi, đỡ sao được. Các bạn làm sao đỡ được. Yeah. Yeah, come on. Vô. Chơi. Bập nè. Ôi giời ơi, rơi bắn cứ pop. Sướng. Cái nào mà mình lại win không ta, là kèo không ta. 20/24 này các bạn. Ơ, ngộ không lại ngon thế nhờ. Trời ơi đúng bạn chuẩn luôn. Ê, nhường gái đồ ấy. Không may mình đặt tên là Thùy Cô Te đó, nó tưởng mình là gái đó.
mình mà tên là Hảo Câu Te cái là ôi giời, nó bỏ cho mình ngay đấy. Nó mà ăn tươi nuốt sống cái con bùi xanh của mình liền. Thơm. Đúng đặt tên của con, đặt tên con gái nó có lợi thiệt đấy các bạn. Chỉ là thì ghê quá đi. Đánh ngu mà không bị chửi nữa chứ. Yo, ôi giời, này thì lao nháo để một em. Rồi có giáp hồng mảnh này các bạn. Có giáp hồng mảnh được chơi nó. Chơi nó đi. Chơi tao lại cái con bò nó. Ừ mẹ tao hoài vậy. Mẹ hoài này. Ê. Chết em ở đây. Rồi, còn một thanh niên Moran Batman này lao vào đây mà kiếm chuối này. Sao. Ui giời ơi, vẫn chết các bạn ạ. Thôi bán đi, lên cho nó kia. Lim đoạt mẩn chơi. Ô, tên là Win luôn á. Win luôn kìa. Thôi xong. Thôi bye bye các bạn nha. Trời ơi, một trận đấu lời kèo quá hay. Quá đẹp, quá tuyệt vời. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video sau. Chơi game thì cũng phải có thắng có thua, mà có xanh có phế các bạn. Không thể nào mà trận nào cũng thắng và trận nào cũng xanh được cả. Mong các bạn hiểu cho mình với. Các bạn nào muốn nick thì vào số của mình dưới phần mô tả video nha các bạn. Giờ thì mình nghỉ đây, bye bye.